Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lên thắp hương đền thờ cụ Trần Nguyên Hãn, một vị tướng quốc thời nhà Lê các bạn nhé. Thì mình cũng quay cây lộc vừng này để các bạn xem, một cây lộc vừng cổ thụ luôn. Cây lộc vừng này có tuổi đời hơn 600 năm tuổi cho các bạn. Một cây lộc vừng rất to. Các bạn nhìn các cành của nó này. Những tán của nó xòe ra rất đẹp các bạn ạ. Một cây lộc vừng cổ thụ. Cành tán của nó lan vươn ra rất dài các bạn ạ. Mình chưa bao giờ nhìn thấy cây lộc vừng nào to cổ thụ như này các bạn ạ. Đây là đền thờ vị tướng quốc Trần Nguyên Hãn các bạn nhé. Mình vừa vào thắp hương cụ rồi. Một vị tướng quốc tài ba thời nhà Lê. Các bạn là con dân nước Việt thì lên một lần đến với đền thờ cụ Trần Nguyên Hãn các bạn ạ. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn.